À, xong ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và thưa các bác, cùng anh em cứ nhìn thấy chữ hàng chuẩn giá tốt là sướng rồi đúng không ạ? Thì thực tế hàng có chuẩn không, giá có tốt không, các bác của anh em xem và giao lưu em ở video này nhé. Video này em sẽ test chất âm của một chiếc đẩy 20 sò sắt các bác nhé, 12 sò than, hàng cực chuẩn đấy, không phải nói là hàng chuẩn nữa mà hàng cực chuẩn cơ ạ. Không phải nói là giá tốt đâu mà là giá siêu tốt các bác nhá. 20 sò sắt, 12 sò than, size 3U, còn mới đẹp, 6.900.000 đồng, em bao ship tới tận nhà cho các bác của anh em. Cứ cọc tiền em sẽ gửi hàng. 20 sò sắt Mexico các bác nhá, vỉ mới, chưa mối hàn nào cả các bác nhá. Đó, size 3U đây ạ. Size 3U đây các bác nhá. GM Audio GM1600, giá chỉ có 6.900.000 thôi em bao ship. Đấy, các bác thử đánh giá xem có đúng là hàng cực chuẩn, giá cực tốt không ạ? Mà lại còn cả bán trả góp các bác nhá. Giao hàng toàn quốc đúng không ạ? Đấy, cứ cọc tiền em gửi hàng. Video này sẽ test chất âm các bác nhá. Và hiện tại em đang sở hữu đó là 12 sò sắt, giá 4.600.000. Có đúng không ạ? Không nhớ rõ lắm đúng không ạ? 16 sò sắt giá 5.500.000 các nhá. 16 sò sắt giá 5.500.000. 20 sò sắt giá 6.900.000 và 24 sò sắt giá 7.600.000, giá trên là bao ship hết rồi các bác nhá. Đó, tuyệt vời chưa? Nguồn đồng, nguồn xuyến các bác nhá. Nguồn xuyến, nguồn đồng này. Thụ lọc nguồn 8 con này. Dơ le ra loa 2 này. Dơ le nguồn 2 này. Đó. Tuyệt vời chưa ạ? Hoạt động cực kỳ êm ái, gió thổi về đằng trước này, tuyệt vời luôn. Một con đẩy em thấy rất là ưng ý, tiếng thì cực kỳ là sáng các bác nhá. Để em sẽ test âm một đoạn, mời các bác của anh em đánh giá nhá. Tiếng đánh rất là sâu, như có súp đúng không ạ? Tiếng đánh như có súp luôn. Và tiếng rất là sáng, chi tiết. Các bác nghe này. Tuyệt vời. Giá yêu thương nhất trên toàn quốc luôn. Khẳng định giá rẻ hơn thị trường cả 1.000.000 đồng. Đúng không ạ? Khẳng định giá rẻ hơn thị trường cả 1.000.000 đồng. Đó. Ok, rất cảm ơn toàn thể các bác nhé. Video này em test chất âm đúng không ạ? Có chiếc GM1600 GM Audio 20 sò sắt giá 6.900.000 bao ship. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm alo cho em. Với công suất này thì mỗi kênh có thể đánh thoải mái một quả full đơn bắt 40 hoặc là một quả súp đơn bắt 50 các bác nhé. Có nghĩa là nó đánh một đôi 40 thoải mái, đánh một đôi súp đơn 50 thoải mái, hoặc đánh hai đôi 30 một kênh thoải mái các bác nhé. Vâng ạ, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Hãy liên hệ cho em. À vâng ạ, con đẩy này có một cái hay nữa đó là gạt. Các bác nhá, gạt chế độ đánh trực tiếp ra súp luôn, cắt cốt luôn các bác nhá. Con đẩy này gạt sang chế độ cái là đánh thành súp được luôn, cắt cốt luôn. Các bác nhìn này, hàng chuẩn này. Linh kiện nhìn nó không rối rắm đâu các bác nhá, rất gọn gàng đẹp các bác nhá. Rất gọn gàng đẹp đúng không ạ? Hàng đẹp đấy. Còn giá thì các bác cứ tham khảo thoải văn mái đi ạ. Đấy, giá rẻ nhất toàn quốc. Giá này em đã bao cho các bác là hợp lý rồi. Đó, cắt cốt được trực tiếp, công suất khỏe, tiếng sáng hay, vỉ mạch đẹp các bác nhá. Vỉ mạch rất đẹp đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bác của anh em. Hãy liên hệ cho em. Số máy qua số Zalo 0365888988, 0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em ạ.